bà Đặng Tuyết Mai từng là hoa khôi đẹp nức tiếng ở Sài Gòn một thời. Cánh hoa đó mau chóng nở rộ khi nên duyên cùng một người chồng quyền lực như Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ, nhưng rồi lại nhanh chóng héo tàn sau ngày tháng lưu vong ở Mỹ. Bà Tuyết Mai đã kể lại hết những sự ghẻ lạnh của chính phủ Mỹ dù là phu nhân thủ tướng, cũng như cuộc sống rất từ thiên đường xuống địa ngục khi chờ chồng sang đoàn tụ. Để rồi sau bao nhiêu năm ở xứ lạ, bà vẫn muốn trở về quê hương Việt Nam. Vào cuối đời người, bà chỉ còn niềm tự hào và hạnh phúc duy nhất về đứa con gái thành đạt là MC Kỳ Duyên. Sau đây là tường tận về cuộc đời của người đàn bà số khổ này. Vị đệ nhất phu nhân một thời này nổi bật không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi sự duyên dáng và thông minh. Sự hiện diện của bà tại các sự kiện xã hội luôn thu hút sự chú ý, khiến bà trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp và tài năng của người phụ nữ Sài Gòn trong những năm 1960. Đặng Tuyết Mai còn được gọi là bà Nguyễn Cao Kỳ, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1941, có tài liệu cho rằng bà sinh năm 1942. Bà là cựu phu nhân của ông Nguyễn Cao Kỳ, một chính trị gia nổi bật trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Bản thân bà Tuyết Mai cũng là một nhân vật có vai trò quan trọng trong lịch sử chính trị của miền Nam Việt Nam. Bà xuất thân từ một gia đình gia giáo ở Bắc Ninh và trải qua thời thơ ấu tại Hà Nội. Năm 1953, bà đã theo cha mẹ di cư vào Nam và định cư ở Đà Lạt, đồng thời được theo học tại ngôi trường danh tiếng. Nhắc đến phu nhân Tuyết Mai là phải nhắc đến vẻ đẹp thanh tao và dịu dàng với khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn. Vẻ đẹp này không chỉ gây ấn tượng mà còn phản ánh sự tinh tế trong phong cách của bà. Bà còn thu hút người đối diện nhờ thần thái cuốn hút và phong cách thời trang hiện đại, mang đậm dấu ấn của Sài Gòn trong thập niên 1960. Đặc biệt không chỉ có nhan sắc ưa nhìn, bà Đặng Tuyết Mai còn được đánh giá cao về học vấn. Trước năm 1975, Đặng Tuyết Mai từng là một nữ tiếp viên hàng không thuộc hãng Air Việt Nam, ngày xưa gọi là chiêu đãi viên, trước khi kết hôn với ông Kỳ. Sự chuyển mình từ một nữ tiếp viên hàng không đến phu nhân của một chính trị gia cao cấp là một câu chuyện đầy cảm hứng về những thay đổi trong cuộc sống của bà. Khi chồng bà đảm nhiệm các chức vụ Thủ tướng và Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, bà đã tháp tùng ông trong nhiều chuyến đi khắp đất nước. Đặc biệt bà Mai cùng ông Kỳ thường mặc bộ đồ bay không quân để thể hiện tình đoàn kết với các lực lượng vũ trang nơi ông từng là tham mưu trưởng. Vị cựu phu nhân Thủ tướng từng kể lại rằng, những ngày cuối cùng của năm 1975, cả ông Kỳ và chính bà hay những đàn em của chồng đều ngỡ ngàng, không thể tin rằng miền Nam sụp đổ nhanh đến vậy. Sự ngỡ ngàng này thay thế bằng sự bàng hoàng của một thời kỳ chuyển giao lịch sử, khi mọi thứ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Thời điểm đó ông Kỳ còn chuẩn bị tinh thần, nghĩ rằng nếu Buôn Ma Thuột thất thủ thì Sài Gòn cũng sẽ theo sau, và kế hoạch rút xuống vùng khác để tiếp tục chiến đấu đã được vạch ra. Sự chuẩn bị này cũng hé lộ sự bất lực trước những diễn biến lịch sử không thể đoán trước. Thực tế diễn ra nhanh chóng đến mức bà không mường tượng nổi. Gia đình bà đã ở lại đến ngày cuối là ngày 28 tháng 4 năm 1975. Trong một cuộc trò chuyện căng thẳng, ông Kỳ đã nói với bà rằng tình hình ngày càng xôn xao và mọi thứ đang trở nên nguy hiểm. Cuộc đối thoại này không chỉ phản ánh nỗi lo lắng, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc giữa hai vợ chồng trong thời điểm khủng hoảng ấy. Ông khuyên bà Tuyết Mai nên đưa con và bà cụ sang Mỹ để không vướng chân vướng cẳng. Đây là một quyết định cấp tốc, thể hiện tình yêu thương gia đình và trách nhiệm của ông trong hoàn cảnh khó khăn. Bà nhớ lại chuyến bay sang Mỹ, bà không đi tàu mà cùng 14 người ngồi trên sàn máy bay như bao người khác. Hình ảnh này cho thấy tình trạng khó khăn của họ lúc bấy giờ dù có quyền cao chức trọng. Trước khi bắt đầu chuyến bay, họ chỉ có vài tiếng đồng hồ để kịp làm giấy tờ và bay thẳng đến Washington. Khung cảnh này cho thấy sự khẩn trương và áp lực trong hành trình tìm kiếm một tương lai mới. Trái với những gì mọi người tưởng tượng về một cuộc sống mới đầy hứa hẹn, sự thật lại hoàn toàn khác. Do đông người và không có nhà bạn bè nào đủ chỗ chứa 14 người, bà và gia đình không được nhập trại như những người khác, cũng không được huấn luyện để bắt đầu một cuộc sống mới. Sự thiếu thốn này cho thấy sự cô lập và khổ cực của những người vừa rời bỏ quê hương, không được chuẩn bị tinh thần và làm quen trước. Trên máy bay chật chội, bà và gia đình chỉ được ăn một ổ sandwich một ngày, và trong túi bà chỉ có 10.000 đô la để trang trải trong thời gian dài, với mức sống đắt đỏ mà không có công việc. Tôi hay băn khoăn rằng nếu gia đình bà không đi tị nạn mà làm quen dần với cuộc sống mới sẽ như thế nào, vì những chính khách lớn như ông Trần Văn Hương hay ông Dương Văn Minh đều được đối xử tử tế. Và chính những giây phút trên máy bay cũng là cái lúc bà phải tự mần mò, chống chọi, phải chấp nhận cuộc sống mới sẽ như thế và còn khổ hơn thế. Cho nên bà và gia đình phải làm quen dần là vừa. Khi đến Washington,
không có sự tiếp đãi nào đặc biệt từ chính phủ Mỹ. Sự lạnh nhạt này khiến bà cảm thấy lạc lõng và đơn độc trong một đất nước mới dù là phu nhân của thủ tướng. Khi được hỏi về cựu thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, bà cho biết lúc đó họ hỏi bà có muốn liên lạc gì không. Bà liền liên lạc, ngay khi liên lạc được bà biết tình hình ở Sài Gòn rất hoảng loạn. Dù đã xa quê hương nhưng bà vẫn rất lo cho những người thân còn ở lại, vì súng đạn thì không có mắt. Hơn một tháng trời không thể liên lạc với ông Kỳ, trong túi bà chỉ còn rất ít tiền, và việc sống sót tại đất nước xa lạ khiến họ cảm thấy lo sợ. Cảm giác lo lắng này thể hiện áp lực tâm lý lớn mà những người tị nạn phải gánh chịu, họ đã phải tìm đủ việc để kiếm sống. Trong những ngày đầu tiên ở Washington, gia đình bà sống ở khách sạn trong 2 tuần, nhưng không khí chật chội khiến bà cảm thấy tù túng. Rồi bà cố gắng đi lòng vòng để thuê nhà, nhưng nhiều nơi từ chối vì quá đông người. Cuối cùng khi chỉ còn 6 người, bà mới thuê được một căn nhà có 4 phòng nhưng có tầng hầm. Bà nhớ lại việc phải bỏ $3,000 để mua một chiếc xe nhỏ. Xe không đủ chỗ cho 14 người nên trẻ em phải đứng một chân, còn người lớn thì ngồi chồng chất lên nhau. Khung cảnh này thật sự khắc nghiệt, cho thấy cuộc sống tạm bợ của những người mới đến. Bà là người lái xe vì bà đã có bằng lái quốc tế. Bà còn nhớ việc mua từng tấm nệm đặt lên nóc xe mà không có dây buộc, rồi 4 đến 5 người với tay để giữ nệm, nhưng may mắn không bị cảnh sát Mỹ can thiệp. Sau một thời gian đoàn tụ, vì lý do riêng hay khó khăn vướng bận nào đó mà ông Kỳ và bà Mai không thể cùng nhau tiếp tục vun đắp hạnh phúc. Năm 1989, ông Nguyễn Cao Kỳ và bà Tuyết Mai đã chính thức ly hôn. Sau thời gian này, bà Mai tham gia một số chương trình nghệ thuật ở hải ngoại. Tuy không thường xuyên nhưng bà vẫn thỉnh thoảng tham gia trong vai trò người dẫn chương trình tại trung tâm Asia, từ Asia 40 đến Asia 49. Đến năm 2009, bà Mai quyết định trở về Việt Nam và mở quán phở ta tại số 12-14 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bà và ông Kỳ có một con gái chung tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người thường được biết đến với vai trò MC trong các chương trình ca nhạc của trung tâm Thúy Nga. Về sau này, bà Tuyết Mai sống cùng con gái Kỳ Duyên và 2 cháu ngoại. Việc thiết kế nhà cửa, tân trang trang thiết bị trong nhà thể hiện sự bình yên mà người phụ nữ này gửi gắm. Hằng ngày bà tụng kinh, suy tư và tận hưởng tiếng suối chảy róc rách cùng với việc trồng hoa và làm vườn. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo ra một không gian sống hài hòa, góp phần làm dịu tâm hồn. Tất cả những điều đó khiến bà cảm thấy có cái gì đó yên tĩnh hơn. Bà Mai qua đời tại bệnh viện thành phố California vào lúc 5 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2016 giờ địa phương vì căn bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 75 tuổi. Nếu quý khán giả nào đã từng một thời ngưỡng mộ mỹ nhân Sài Gòn này thì đừng quên bình luận dưới video cho chúng tôi biết nhé. Và hãy nhấn nút đăng ký kênh để đón chờ video mới nhất trên kênh.